Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bim Channel. Mình là Bi đây. Lâu lắm rồi mình chưa ra video cho các bạn tại vì mình bận học. Hôm nay là một video unboxing 3 đơn hàng nhé. Shop mình có để trên màn hình nha. Đơn này là hết 55k nha. Lần trước thì mình cũng đã mua ở shop này rồi, rất là uy tín luôn, đồ lại còn đẹp nữa. Ra khoảng 6-7 ngày là đến nơi. Trong có một tấm thank you card của shop. Mình đặt một em Squishy hộp sữa siêu xinh luôn. Em hộp sữa này là 13k nha. Bên ngoài mình thấy khá là to. Shop còn kèm cả móc khóa nữa. Tiếp là một em Unicorn. Em này không chậm tăng nhưng cực kỳ xinh. Bên trong shop còn tặng kèm cả bao bì và một túi quà. Trong này có 4 inch sticker. Và còn lại là rơm. Tiếp là đến đơn thứ hai nè, đơn này là mình đặt kẹo nha. Shop còn tặng kèm cả một em đồ chơi nữa. À, đơn này hết 49k cả ship nhé. Một em lật đật. Trong đây thì có 5 hộp kẹo mà mình đã đặt và một ít rơm. Hộp này thì đựng kẹo soda và kẹo Coca-Cola. Tiếp hộp này là đựng kẹo chanh. Tiếp đến là đựng hộp này đựng một cái kẹo hoa quả. Tiếp là hình như là kẹo sữa chua thì phải. Cuối cùng là một viên kẹo sô cô la. Mình nói nhanh quá nên hơi vấp, mong các bạn thông cảm nhé. Tiếp là một cái túi như thế này. Cái này thì mình mua ở trong nhà sách á. Bên trong thì có 2 bịch sticker. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem rõ. Một bịch sticker là 15k và một bịch sticker kia là 12k. Mình thấy khá đắt so với trên Shopee nhiều. Bịch này là có 2 tấm hình em bò sữa cưng xỉu luôn ý. Bịch tiếp theo mình cũng không biết là con gì nhưng mà mình thấy nó rẻ với cả nó có nhiều nên là mình mua. Đơn hàng này cũng là đơn hàng cuối cùng rồi, tạm biệt các bạn nhé.